Em muốn ăn gì? Đoán nhá. 1, 2, 3, 3. Vừa có nhận được hàng. Được rồi, thì mình sang hồi xuân tại 269 Nguyễn Phước Lan, Tayo Restaurant. Ngay đầu, từ ngày 8 tháng 7 bắt đầu có chương trình phục vụ buffet chỉ từ 319k mà được rất là nhiều ưu đãi luôn nha mọi người. Từ thứ 2 tới 6 được giảm 10%. Và đặc biệt khi check-in ở đây còn giảm thêm 15% nữa, quá hời luôn mọi người. Không gian quán theo mình thì thấy khá thoáng, sang trọng và nhiều góc sắc màu rồi đó mọi người. Các mẹ bỉm sữa dẫn con đến đây không phải trong vì quán đã có khu vui chơi cho em rồi đó. Nhìn cái menu hơn 100 món mà bố rối không biết chọn món nào luôn mọi người ơi. Ăn hàng hay ăn nhật trước đây? Thôi gọi ngay một set nước chuẩn vị hàng, xương xương thêm vài thuyền sashimi nhật nữa đó mọi người. Tớ mà mê nhất là mấy cái đồ decor, đồ ăn ở đây mọi người ơi, sang xịn mà thiệt sự nhìn hấp dẫn ghê ơi. Thử ngay combo sashimi với hơn 10 loại từ cá hồi, bạch tuộc, sò điệp, trứng đến cá ngừ luôn á. Mà theo tôi tính giá thì sashimi ở đây tươi rói, được cái là chấm thêm chét xì dầu mù tạt nữa thì ăn nhất cái nách luôn. Vì hai đứa chưa ăn gì nên tôi quyết định gọi thêm một phần cơm trộn chuẩn hàng nha. Thử ngay. Mà ngon nha, nước tương vừa phải không bị khô, topping thì ngập tràn luôn. Đồ ăn thì kê ra tràn cả bàn mà chưa no nên phải tiếp tục chiến đấu với BBQ nha. Ở đây sử dụng đá để nướng nên hạn chế được việc lửa cháy và chín đều thịt nữa mọi người. Thân ngòi dễ sườn, lõi vai, ba chỉ bò, cái chi cũng ngon hết trơn á, mà tôi đặc biệt thích nhất ở đây là nên thử thân ngòi nha. Thịt dày, mềm ngọt mà không bị khô nữa. Ngoài ra nếu bạn không muốn gọi buffet thì cũng có thể gọi thêm mấy món khác chỉ từ 329 cành, một set sashimi. À ở đây có kem chống miệng miễn phí nữa nha mọi người. Đừng hạn chi nữa, thích thì nhích cái chân lên, qua liền tay vô, chiến ngay thôi. À mà nhớ các chương trình khuyến mại ở đây nha mọi người. Thôi, tôi chiến tiếp tục đây, hẹn mọi người ở video sau nha, bye bye.